Hành trình bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 năm 1999 tại vùng đất hoang sơ của khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân. Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn SCC được thành lập với sự dẫn dắt của anh Đặng Thành Tâm và chị Đặng Thị Hoàng Phượng. Từ những ngày đầu, SCC chuyên thi công hạ tầng giao thông, xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, xây dựng cầu đường, cho thuê nhà xưởng, kho bãi. Sau 2 năm nỗ lực, SCC đã có được những thành công đầu tiên. Khách hàng từng bước tin tưởng và có những đánh giá tích cực về chất lượng và uy tín của SCC. Tiếp tục phát huy sức mạnh, SCC mở rộng hoạt động kinh doanh, các dự án mới được ra đời cùng với việc hình thành các công ty thành viên. Những ngày đầu thành lập, SMC chỉ với một trạm trộn bê tông thương phẩm rất nhỏ, cung ứng chủ yếu bê tông cho các công trình của SCC đang xây dựng tại khu công nghiệp Tân Tạo. Khu du lịch nghỉ dưỡng Hàm Tân Bình Thuận là dự án bất động sản nghỉ dưỡng đầu tiên của SCC có quy mô 183 ha tại La Ghi, Bình Thuận. Vươn mình ra vùng đất Bắc, khi ấy nghèo nàn, lạc hậu với tiềm lực tài chính hạn hẹp. Ban lãnh đạo vẫn quyết tâm đặt niềm tin vào việc mang đến sự thay đổi cho vùng quê nghèo Bắc Ninh cùng khu công nghiệp Quế Võ. Vững tin khai phá những miền đất mới của Tổ quốc, SCC đặt chân lên mảnh đất miền Trung. Năm 2006, SQC ra đời tại tỉnh Bình Định trong muôn vàn khó khăn khi SCC quyết tâm thử sức sang lĩnh vực sản xuất titan. Niềm tin của ban lãnh đạo chỉ được thắp sáng hơn cùng với sự thành công của mẻ xỉ titan đầu tiên tại SQC vào năm 2009. Hạnh phúc rơi nước mắt khi thương hiệu của SQC lần đầu tiên vượt ra khỏi biên giới Việt Nam. Tự tin với những thành công ấy, SCC đầu tư dự án Sài Gòn Sunbay, công trình lớn nhất Việt Nam sử dụng công nghệ thi công lấn biển hiện đại vào năm 2007. Cứ vững tin và đi tiếp, Việt Union ra đời ngày 14 tháng 1 năm 2008, trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thanh toán trực tuyến và được tập đoàn NTT Data, tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu Nhật Bản lựa chọn làm đối tác chiến lược để rót vốn đầu tư. Then nowadays, I think and I feel the FTC and the NTT Data is not only the official collaboration, then also the we are the team and we are the family. Hành trình 10 năm đầu phát triển, chúng tôi tự hào vì những dự án liên tục hình thành trong nhiều lĩnh vực khác nhau và trên các miền của đất nước. Mặc dù các dự án và các công ty đều bước đi trong gian khó, nhưng niềm tin càng được thắt chặt hơn sau mỗi thành công ấy. Chúng tôi sẽ không quên những ngày bám lấy rừng của dự án đập thủy điện Sông Tranh 4, góp phần bổ sung điện cho tỉnh Quảng Nam. Cho đến việc treo đèo, lội suối, nơi rừng thiêng nước độc để chuẩn bị cho dự án thủy điện Nậm Sung, Nậm Ngừm ở hai tỉnh biên giới của Lào. Dự án The Song tại thành phố biển Đà Nẵng là một niềm kiêu hãnh của toàn thể cán bộ, nhân viên và ban lãnh đạo SCC. SCC đang rất tự tin với những bước đi vững chắc. Làm việc với công ty được 16 năm và trong giai đoạn đấy thì tôi trải qua hai cuộc khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng nội bộ. Đặc biệt nhất vào giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ảnh hưởng kéo dài đến năm 2013. Gần như tất cả các chính sách
tiền tệ liên quan đến kinh doanh bất động sản đều bị đóng cửa. Những cái dự án mà công ty SCC đang đầu tư gặp phải những cái khó khăn từ phía ngân hàng lẫn phía đối tác để vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn. Chúng tôi chỉ còn cách là cắt giảm toàn bộ các cái chi phí hoạt động ở cái mức thấp nhất có thể. Điều đau lòng nhất là cắt 40% lao động. Phố Đông Village khai sinh ngày 28 tháng 9 năm 2014 sau sự thành công của chiến dịch 52 ngày đêm. Đây là cột mốc làm sống dậy niềm tin mãnh liệt vào ngày mai của SCC. Lý do mà tôi chọn chủ đầu tư SCC là thấy chủ đầu tư rất là uy tín, đảm bảo chất lượng thi công. Sau khi đến xem nhà thì tôi thấy kiến trúc và công năng sử dụng phù hợp với gia đình. Và điều đặc biệt hơn là ở đây là không gian xanh và gần gũi với thiên nhiên. Sau giờ làm việc thì tôi có thể ra đi bộ để giảm stress. Sau thành công của Phố Đông Village, ban lãnh đạo tin tưởng vào chiến lược đã lựa chọn và tiếp tục đốt cháy lên niềm tin khi chính thức ra mắt khu biệt thự compound cao cấp Sol Villas vào ngày 27 tháng 5 năm 2018. Thành công vang dội của Sol Villas thêm một lần nữa thắt chặt niềm tin của ban lãnh đạo. Các hoạt động chăm sóc cho cư dân Phố Đông Village và Sol Villas được công ty PLC đảm trách từ năm 2012. Thành lập trong sự khó khăn, nhưng PLC vẫn luôn giữ sứ mệnh mang đến cuộc sống bạch kim cho cư dân. Sau 17 năm phát triển song hành cùng những thăng trầm của SCC, SMC nay đã gặt hái được những thành tựu rất đáng ghi nhận. Với 4 nhà máy bê tông đưa vào hoạt động, là thương hiệu bê tông đứng thứ 2 trên cả nước, với sản lượng năm 2018 đạt 1 triệu mét khối. Năm 2018, SKB đã tạo sự đột phá cả về sản lượng và doanh thu. Hai trạm bê tông công suất mỗi trạm 120 mét khối một giờ, sản lượng 290.000 mét khối. SKB tự hào khi được các tập đoàn lớn trong và ngoài nước tín nhiệm, lựa chọn là nhà cung cấp bê tông cho các công trình trọng điểm. Sau gần 11 năm phát triển, đến nay, PayU của Việt Union đã khẳng định vị thế là một trong những công ty dẫn đầu thị trường. Tính đến đầu năm 2019, tổng giá trị giao dịch qua PayU đạt khoảng 3 tỷ đô la một năm. Tự tin với kinh nghiệm và nhiệt huyết qua những năm tháng của đội ngũ nhân sự, ngày 15 tháng 12 năm 2016, dự án Fleur de Lis đã được động thổ với quy mô 20.655 m2 sàn xây dựng, 17 tầng và 250 phòng. Dự kiến năm 2020 đi vào hoạt động. Nhằm chuyên môn hóa lĩnh vực kinh doanh, Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn SCC chia tách thành Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn SCC và Công ty Cổ phần Đầu tư SCC SCCI, và từ đó Công ty Cổ phần Đầu tư SCC SCCI ra đời vào ngày 26 tháng 4 năm 2017. SCCI đang sở hữu 520.000 m2 đất công nghiệp, cho thuê gần 200.000 m2 văn phòng nhà xưởng tại các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ và các tỉnh lân cận. SCCI ngày càng vững bước trên con đường chinh phục các dự án đầu tư mới, mang lại tương lai tươi sáng và bền vững. Thì chúng tôi được biết là các nhà đầu tư cũng rất hài lòng về cái chất lượng mà SCCI hay là SCC đã cung cấp cho họ. Tôi mượn lời đánh giá chất lượng của các nhà đầu tư để đánh giá cho công ty SCC. Đó là một công ty có nhiều cái kinh nghiệm, nhiều uy tín trong việc xây dựng và cung ứng các cái tiêu chuẩn văn phòng và nhà xưởng cho các nhà đầu tư thuê và thực hiện dự án của mình.
Thành công của SCC chúng tôi trên chặng đường 20 năm với sứ mệnh phát triển bền vững cùng cộng đồng và nền tảng là 4 giá trị cốt lõi: trách nhiệm, chất lượng, sáng tạo, uy tín, luôn thấm nhuần trong mỗi thành viên SCC trong các hoạt động kinh doanh cũng như nỗ lực thể hiện trách nhiệm đối với xã hội. Từng thành viên trong ngôi nhà chung SCC đã cùng trao gửi niềm tin cho ban lãnh đạo của mình. Cũng chính vì thế, các hoạt động văn hóa doanh nghiệp gắn kết và xây dựng niềm tin ngày càng được lan tỏa rộng rãi, sâu rộng và thấm nhuần trong lòng mỗi cán bộ, nhân viên. Niềm tin khai phá những vùng đất mới, niềm tin vượt qua giông bão và niềm tin vào một ngày mai cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái công ty cổ phần Sài Gòn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ở tại địa phương như đi bộ đồng hành, ủng hộ quỹ dựa nghèo, tặng quà Tết cho dân nghèo, khám chữa bệnh cho người nghèo, chương trình nụ cờ trẻ thơ và tặng lồng đèn cho trẻ em. Chương trình cộng đồng nào giữa địa phương tổ chức và kêu gọi công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn đều hưởng ứng về vật chất, tinh thần, nhân lực. Tất cả những gì đều đóng góp, họ đều ủng hộ. Với tôi, công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn là một doanh nghiệp có tầm, có tâm. Với những thành quả đạt được, SCC vinh dự nhận được những giải thưởng danh giá cho niềm tin và sự nỗ lực của mình. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn SCC, thay mặt ban lãnh đạo công ty, tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng, quý đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên những lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất. 20 năm là một hành trình đáng tự hào của tất cả các thành viên SCC. 20 năm chọn một niềm tin.